Chào tất cả mọi người. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau trong một video clip với chủ đề mỡ máu cao, thế nào là mỡ tốt, thế nào là mỡ xấu. Như lời hứa với quý vị thì ngày hôm nay Minh Đức sẽ chia sẻ cụ thể hơn những điều rất thực tế mà Minh Đức nghĩ rằng quý vị đang rất là chờ đợi và rất thiết thực để chúng ta áp dụng trong cuộc sống chúng ta. Đó là nếu như chúng ta gặp phải vấn đề mỡ máu cao thì chúng ta ăn kiêng như thế nào cho đúng. Đề tài ngày hôm nay là ăn kiêng sao cho đúng khi mỡ máu cao. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, bàn với nhau những cái thức ăn nào chúng ta nên ăn, những thức ăn nào chúng ta nên tránh và những thức ăn nào chúng ta cần phải hỗ trợ thêm để tốt cho sức khỏe chúng ta, đặc biệt là vấn đề rối loạn mỡ máu, thì chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh một cái lòng mạch bị một mảng xơ vữa nó xâm chiếm và làm hẹp cái lòng mạch. Đặc biệt là quý vị thấy nếu như những cái mảng xơ vữa này mà xảy ra ở mạch vành thì có thể gây ra những cái sự cố đáng tiếc như là cơn đau thắt ngực không ổn định và có thể không chỉ thiếu máu cơ tim đơn thuần mà còn nhồi máu cơ tim. Chúng ta cùng ôn lại với nhau một chút xíu là bốn thành phần của bộ mỡ thì gồm có: thứ nhất là cholesterol toàn phần, thứ hai là HDL cholesterol là cholesterol loại tốt, giúp ích cho cơ thể chúng ta. Thứ ba là LDL cholesterol là cholesterol loại xấu, có hại cho sức khỏe chúng ta. Và thứ tư là triglyceride là một loại mỡ trung tính. Giống như trong video clip lần trước thì mình đã có nói là trong bốn thông số này thì thông số nào quan trọng nhất thì chúng ta lưu ý đến quan trọng nhất, đó là LDL cholesterol và thứ nhì là triglyceride. Tại sao hai cái thông số này quan trọng? Bởi vì cái LDL cholesterol và triglyceride khi mà vào trong lòng mạch thì nó sẽ tạo thành những mảng xơ vữa như quý vị nhìn thấy trong hình minh họa sau đây. Và chính những cái mảng xơ vữa này có thể gây ra những cái sự cố trong cuộc sống của chúng ta, đó là nhồi máu cơ tim hoặc là những cái mảng xơ vữa gây ra triệu chứng ở mặt ngoại vi. Như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn chúng ta làm thế nào, ăn uống ra làm sao để chúng ta giảm đi những cái loại mỡ xấu cho cơ thể chúng ta, đó là LDL cholesterol và triglyceride. Đồng thời chúng ta phải tìm cách làm sao để tăng cái HDL cholesterol là một cái loại mỡ tốt, như là cái hình vẽ minh họa mà Minh Đức đã nói với quý vị lần trước. Đó là anh bạn tốt bụng HDL cholesterol chuyên đẩy một chiếc xe đi để xúc những cái mảng xơ vữa bỏ lên xe chở đi và thanh lý mảng xơ vữa này, dọn sạch lòng mạch của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nội dung chính ngày hôm nay. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất: nếu tăng cholesterol máu thì chúng ta nên tránh những loại thức ăn nào? Về mặt nguyên tắc, quý vị, chúng ta cần giảm những cái chất béo bão hòa. Có lẽ quý vị đã nghe nói nhiều về chất béo bão hòa trên các phương tiện truyền thông, trên đài báo vân vân. Nhưng quý vị cũng đang thắc mắc thế nào là chất béo bão hòa, thì Minh Đức chia sẻ trong vòng 1 phút để quý vị nắm rõ hơn vấn đề này. Chất béo của chúng ta gồm có 3 loại, đó là chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa và chất béo chuyển hóa. Thì chất béo bão hòa được xem như được gắn ghép với một cái tên, đó là một kẻ xấu. Chất béo bão hòa thì có thể tạo ra những cái mảng xơ vữa ở trong lòng mạch và gây ra bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, vào trong cơ thể chúng ta nó sẽ kích thích tạo ra những protein và gây hiện tượng viêm. Mà quý vị biết rồi, khi hiện tượng viêm xảy ra thì nó có thể ảnh hưởng lên lòng mạch máu và có thể gây ra một loạt những cái chuỗi phản ứng cũng như là hậu quả xấu. Cái thứ ba là chất béo bão hòa có thể tác động xấu đến yếu tố tâm lý, làm kích thích chúng ta thèm ăn thèm uống hơn, nên làm cho tình trạng mà dư mỡ trong cơ thể chúng ta càng nặng nề hơn. Như vậy, về mặt nguyên tắc, khi mà cholesterol trong máu chúng ta tăng thì chúng ta cần giảm những chất béo bão hòa. Thì quý vị có thể nhìn thấy trong cái hình này, trong hình này là một loạt các chất béo bão hòa không lành mạnh mà chúng ta cần phải giảm đi. Và để giảm cholesterol ở trong máu thì thức ăn đầu tiên mà chúng ta cần phải giảm, đó là một tin buồn đối với những ai khoái khẩu cái món phô mai, quý vị nha. Chúng ta phải giảm phô mai, bất kể loại phô mai nào thì đều nhiều cholesterol. Và nhóm thứ hai đó là những cái thức ăn chiên rán. Nếu mà quý vị muốn có những cái món chiên rán càng ngon, càng giòn,
càng tạo khẩu vị chúng ta ngon miệng thì chúng ta thấy rằng các đầu bếp thường phải có những cái chảo dầu, nhiều dầu, ngập dầu lên, chiên thì mới ngon, mới giòn. Và đó là những cái món ăn dụ dỗ chúng ta rất là nhiều và không tốt cho những người bình thường, đặc biệt là những người có cholesterol máu cao. Tiếp theo là món gà rán. Món gà rán thì muốn ngon thì là phải nhiều dầu mỡ. Và thường thì những món này quý vị ăn luôn da gà thì chúng ta sẽ thấy ngon, nhưng da gà kèm với những cái dầu chiên rán thì cái cholesterol tăng rất là nhiều. Món tiếp theo đó là khoai tây chiên, đặc biệt đối với trẻ con bây giờ. Những cái thức ăn nhanh ở trong các tiệm như là KFC, Lotte, v.v. Và quý vị thấy đó, đôi khi thời buổi bây giờ thì bố mẹ bận rộn nên có thể là cho con ăn những cái món thức ăn nhanh ở trong các tiệm, mặc dù chúng ta ăn thấy ngon miệng và cái không khí ở trong đó chúng ta thấy mát mẻ, dễ chịu, chúng ta nghĩ ra tiện lợi tốt. Nhưng những cái loại đồ ăn ở trong đây là những thức ăn nhanh thì làm tăng cholesterol rất là nhiều. Trong một loạt các hình mà chúng tôi chiếu lên để minh họa cùng quý vị, để chúng ta có thể hạn chế những cái thức ăn mà không tốt cho những người tăng cholesterol, cũng như là ở những cái nội dung tiếp theo, thì ở góc chúng tôi có để những cái dấu, nếu mà dấu chéo nghĩa là chúng tôi muốn quý vị tránh ăn những món ăn này. Còn nếu chúng tôi để cái stick màu xanh nghĩa là chúng tôi khuyến khích quý vị ăn những cái món ăn này tốt cho sức khỏe chúng ta. Và nếu như chúng tôi để cái dấu chấm than, ba dấu chấm than nghĩa là những cái món ăn mà có thể là tốt nhưng đôi khi lại đang bị tranh cãi là ít nhiều gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy một cái hamburger rất là hấp dẫn ha, vừa có thịt, vừa có phô mai, màu sắc vừa đẹp, vị cũng ngon, nhưng nó là một trong những cái mà những người tăng cholesterol trong máu nên tránh. Tiếp theo là món thịt xông khói. Quý vị thấy rồi, thịt xông khói mà muốn ngon á, thì người ta lựa cái loại thịt mà vừa có nạc vừa có mỡ. Và khi chúng ta nướng lên, chúng ta xông khói lên thì chúng ta thấy rằng hơi cháy một chút xíu thì mỡ bắt đầu nó chảy ra. Và ăn thì rất là ngon nhưng mà nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe chúng ta, đặc biệt là những người tăng cholesterol. Đương nhiên là khỏi nói, quý vị cũng biết là nếu chúng ta tăng cholesterol trong máu thì chúng ta phải giảm những cái món mà thịt mỡ, thì gồm có những món như là thịt kho tàu nè, đặc biệt là thịt kho tàu mà có trứng nữa quý vị. Vừa có thịt mỡ thì thịt kho tàu mới ngon, lại thêm lòng đỏ trứng. Bên cạnh đó thì có những món khác, ví dụ như là thịt luộc, thịt ba rọi, chúng ta thấy ngoài cái da thì chúng ta thấy có một cái lớp mỡ rồi mới đến lớp nạc. Đây là những cái loại thức ăn mà làm tăng cholesterol ở trong máu chúng ta, nên những người mà có tăng cholesterol trong máu cần nên tránh. Một điều chúng tôi muốn lưu ý quý vị là một số quý vị có nói với chúng tôi rằng: bác ơi, dạo này em chuyển qua đồ ăn là em ưu tiên ăn cá, nhưng mà hiểu sao lần này xét nghiệm máu với bác thì cholesterol lại tăng, em rất là ngạc nhiên. Nhưng hỏi kỹ ra thì mặc dù là ăn cá nhưng lại lý tiết để ngon miệng thì lại ăn cá chiên và bỏ cái cá vào trong một cái chảo dầu ngập dầu luôn, chiên mới ngon, mới giòn. Thế là cái tốt từ cá nó bị oai quý vị. Thế là ăn cái da cá nè, rồi cái lớp bên ngoài dầu nó thấm vào nên tăng cholesterol. Một cái nhóm thức ăn mà những người tăng cholesterol trong máu nên tránh đó là nội tạng động vật. Người Bắc thì hay dùng cái từ là lòng lợn quý vị, nghĩa là tim, gan, phèo, phổi, hoặc là dôi trương. Đây là những cái món mà chúng ta ăn rất là ngon miệng bởi vì nó có cái chất béo, cái cholesterol ở trong đó nên chúng ta ăn rất là ngon, rất là ngọt. Nhưng nó làm tăng cholesterol máu của chúng ta rất là nhiều. Đó là những món lòng mà chúng ta luộc lên. Ngoài ra thì chúng tôi muốn lưu ý quý vị như thế này nè. Trong cuộc sống chúng ta, nhiều khi ông bố bà mẹ muốn cho con mình học giỏi, thông minh á, học thì chưa thấy học nhiều nhưng lại mua những thức ăn, ví dụ như mua ốc heo về rồi chưng cách thủy hấp lên cho con ăn, mà nghĩ rằng cho con ăn não thì sẽ bổ não. Nhưng quý vị biết không, bổ não đâu chưa thấy, chính những cái nội tạng động vật, nhất là bộ não này, quý vị ăn vô rất là béo, cholesterol rất là nhiều và làm tăng cholesterol máu trong cơ thể của chúng ta. Hoặc là một số quý vị, người lớn chúng ta cảm thấy mỏi lưng, đau lưng, có thể là vì thoát vị đĩa đệm hoặc là lồi đĩa đệm thôi, hoặc là chúng ta lao động mà tư thế chúng ta không đúng, hoặc chúng ta tập thể dục nhiều, tư thế chúng ta sai thì có thể là chúng ta bị mỏi lưng. Nhưng quý vị nghĩ rằng về mặt dân gian mà cho rằng là chắc là yếu thận rồi, thế là mua quả cực heo về
chân thuốc bắc là tiền với táo, mong rằng bổ cái thận của mình hơn. Nhưng quý vị không hình dung rằng chính cái quả cật, nghĩa là quả thận của heo đó, là một cái đồ lòng nội tạng động vật mà có thể làm tăng cholesterol trong máu của chúng ta. Một cái món ăn nữa mà những người tăng cholesterol trong máu cần nên tránh đó là pate. Nhiều quý vị thì chưa hiểu nó từ đâu, nhưng pate là làm từ gan, có thể là gan heo hoặc là gan gà, đặc biệt là những cái thứ pate mà quý như là gan ngỗng, béo, ngon, nhưng mà đó là nội tạng động vật làm từ gan nên cũng làm tăng cholesterol trong máu. Rồi, nhiều quý vị thì cho rằng là bác sĩ ơi, em đâu có ăn đồ lòng nội tạng động vật tí nào đâu, mà em kiêng rất là kỹ, sáng thì cũng không ăn xôi, không có ăn cơm mà ăn hủ tiếu thôi để giảm cái tinh bột đi, ăn có tô hủ tiếu Nam Vang thôi, nhưng mà hỏi ra thì hủ tiếu Nam Vang trong đó lại có tim nè, phèo nè, như là một cái tô hủ tiếu Nam Vang ngon lành như thế này, thì chính những cái đồ lòng nội tạng động vật ở trong cái tô hủ tiếu Nam Vang quý vị đã làm tăng cholesterol máu. Còn đây là một món khoái khẩu của rất nhiều người, giò heo quý vị, ăn ngon lắm. Nhưng cái da heo cũng như là da gà cũng vậy, có thể làm tăng cholesterol trong máu của chúng ta mà quý vị nên tránh. Nhiều quý vị nói là em đâu có mua cái miếng da heo về luộc lên ăn đâu, nhưng mà gián tiếp chúng ta ăn những cái giò heo như thế này là da heo rất là nhiều và làm tăng cholesterol của chúng ta. Và cũng nhiều quý vị trao đổi với chúng tôi rằng là thật sự với bác là em chưa bao giờ em đụng với một miếng da heo, da gà, và em ăn kiêng cữ rất là nhiều nhưng không hiểu sao là cholesterol tăng. Nhưng mà hỏi kỹ ra thì mỗi sáng nào cũng làm một cái dĩa cơm tấm sườn mì chả, mà quý vị thấy rồi đó, bì chính là da heo đó, và chúng ta có thể nạp vào trong cơ thể chúng ta đều đặn mỗi ngày cholesterol từ cái bì của món sườn mì chả cơm tấm. Một cái điều nữa mà chúng tôi bật mí cùng quý vị là quý vị, đặc biệt là dân miền Tây thì chúng ta biết món nem đúng không nè, chúng ta không ăn da heo da gà nhưng chúng ta ăn nem nhiều quá thì nem cũng làm từ da heo. Những cái món nem mà là ngon á, thì là những cái miếng da đặc biệt giòn và béo và nhiều cholesterol ở trong đó. Một món nữa mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cần phải tiết chế bởi vì nó làm tăng cholesterol, đó là lòng đỏ trứng. Nếu mà chúng ta ăn lành mạnh đó quý vị thì một tuần chúng ta ăn tối đa là 2 cái lòng đỏ trứng thôi. Còn nếu như quý vị nào mà đã có cholesterol tăng thì chúng ta cần nghiêm ngặt hơn, có thể chúng ta không đụng đến trứng, hoặc là thèm lắm, nghiện lắm thì chúng ta ăn mỗi tuần một quả trứng là nhiều lắm rồi. Còn nếu quý vị nào mà thích ăn trứng thì có thể chúng ta có thể ăn trứng chiên, ít dầu mỡ thôi, nhưng chúng ta chỉ có một lòng đỏ trong đó, còn chúng ta có thể dùng nhiều lòng trắng của nhiều quả trứng khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị chúng ta lưu ý cái lòng đỏ trứng là làm tăng cholesterol máu của chúng ta. Một món nữa mà những người tăng cholesterol cần lưu ý mà cần phải né tránh đó là bánh kem. Ôi xôi, cái này thì rất là ngon, rất là dụ dỗ chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều thì làm tăng cholesterol trong máu của chúng ta đó quý vị. Đặc biệt là tôi thấy có nhiều người là thậm chí ăn bánh kem không ăn cái phần mà ruột bánh bông lan đâu, mà thích lấy kem ăn thì cái cholesterol lại càng tăng nhiều nữa. Đây là một cái hình mà chúng tôi để dấu 3 dấu chấm than, quý vị thấy đó, nghĩa là một vấn đề tranh cãi. Nhiều quý vị nói rằng là ăn thịt nạc nhưng tại sao lại có mỡ. Quý vị nhớ một điều rằng là cái thịt đỏ đó, mà chúng ta lựa thịt nạc thì đương nhiên là tốt hơn là chúng ta lựa thịt mỡ rồi, nhưng trong thịt nạc vẫn có mỡ quý vị. Thịt đỏ chúng ta ăn vừa phải thôi, trong một tuần quý vị có thể tiết chế ăn 2 hoặc là 3 ngày thịt đỏ là tốt rồi. Để cho nó phục vụ cho sức khỏe chúng ta, có cung cấp vừa đạm vừa chất sắt và nhiều cái vitamin khác. Nhưng chúng ta cũng hình dung rằng là ngay cả cái thịt phi lê mà quý vị mua về bò, chúng ta bò phi lê mà mềm mà nạc đó, thì 20% là mỡ trong đó đó. Chúng ta cũng phải lưu ý, đây là một vấn đề tranh cãi mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta cùng hiểu hơn. Không phải chúng ta thấy thịt nạc, thịt đỏ là nạc 100% đâu, vẫn có cholesterol ở trong đó nha. Một món nữa là thịt vịt quý vị. Thịt vịt nó khác với thịt gà nha. Khi chúng ta xẻ ra chúng ta thấy cái thịt vịt nó đỏ hơn, và cái lượng cholesterol ở trong thịt vịt khá nhiều, và nếu mà chúng ta ăn thịt vịt nhiều nó có thể góp phần đáng kể vào việc tăng cholesterol ở trong máu. Vì vậy nên chúng ta ăn cái miếng thịt vịt chúng ta nghe nó béo ngậy hơn là miếng thịt gà. Bên cạnh những cái món ăn đó thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ quý vị đó là sữa bò cũng góp phần làm tăng cholesterol. Bởi vì chúng ta thừa biết rằng là trong sữa thì có cholesterol, nên chúng ta cũng phải tiết chế. Những người mà tăng cholesterol máu chúng ta nên kiêng sữa bò.
Và quý vị cũng có thể chúng ta chọn những cái sữa tắc béo để chúng ta dùng tốt cho sức khỏe chúng ta mà chúng ta không ngại là tăng cholesterol. Trên thị trường thì chúng tôi thấy có nhiều cái sữa quý vị, có sữa giảm béo, là có sữa tắc béo 1/3 hoặc là tắc béo hoàn toàn. Có thể là chúng ta uống không có cái vị béo ngậy như là một cái sữa mà nguyên chất, nhưng chúng ta cũng thỏa mãn mình với cái vị sữa vẫn ngon và thơm, với cái phần béo được tách ra bớt để an toàn cho sức khỏe của ta hơn. Như vậy chúng ta có thể tóm lược với nhau là khi mỡ cholesterol cao thì chúng ta cần hạn chế những cái thực phẩm béo, các chất béo bão hòa như là phô mai, đồ ăn chiên rán như gà rán, khoai tây chiên, tránh ăn da heo, da gà, những món giò heo nè, rồi hạn chế nội tạng động vật, hạn chế lòng đỏ trứng, hạn chế ăn quá nhiều thịt đỏ, và chúng ta cũng hạn chế sữa bò quý vị ha. Chúng ta cùng đi qua nội dung thứ hai của video clip ngày hôm nay, đó là tăng triglycerides trong máu thì chúng ta cần kiêng cự tránh những loại thức ăn nào. Khi mà mỡ triglycerides trong máu chúng ta cao đó quý vị, thì chúng ta tương tự như cholesterol thì chúng ta cũng cần giảm các chất béo bão hòa, các chất béo có nguồn gốc động vật, chúng ta hạn chế các thực phẩm nhóm tinh bột và đường, hạn chế đồ uống có cồn, rượu bia, bỏ thói quen ăn uống nhiều vào buổi tối, đặc biệt là ăn đêm sau 20 giờ. Chúng ta tránh thức khuya, bởi vì thức khuya thì nguy cơ tích lũy chất béo ở phần bụng và mông, và đặc biệt là chúng ta ăn nhiều chất xơ. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay, khi mà chúng ta có tăng triglycerides trong máu, đó là chúng ta phải lưu ý đến cái nhóm tinh bột và đường, đồ ngọt. Như vậy chúng ta có hai nhóm, cholesterol và triglycerides. Nếu mà quý vị tăng cholesterol á, thì chúng ta ưu tiên giảm đi những cái loại đồ ăn béo. Còn nếu chúng ta tăng cái nhóm mà triglycerides thì chúng ta lại ưu tiên giảm những cái nhóm tinh bột và đồ ngọt. Quý vị ha, đó là điều rất là dễ nhớ. Và chúng tôi có thể minh họa quý vị bằng những cái hình ảnh sau đây. Hình ảnh thứ nhất đó là carb, nghĩa là carbohydrate, nghĩa là các loại tinh bột đứng đầu trong những cái nguyên nhân mà làm tăng triglycerides. Nếu những ai mà ăn tinh bột quá nhiều thì triglycerides trong nó có nguy cơ tăng cao. Mà cái tinh bột đứng đầu đó quý vị làm tăng triglycerides đó là xôi nếp, bánh chưng, bánh tét, đặc biệt là trong mùa Tết vừa rồi. Thành ra quý vị biết không, mỗi lần mà bệnh nhân tái khám với lại Minh Đức sau cái dịp Tết á, rất là ngại làm cái bộ mỡ xét nghiệm trở lại, thường thường là triglycerides tăng cao, bởi vì bánh chưng, bánh tét, rồi chưa kể bánh mứt ăn nhiều, đó là vừa đồ tinh bột cao vừa đồ ngọt nữa, thì làm rối loạn cái triglycerides trong máu tăng rất là cao. Bên cạnh những món xôi nếp, bánh chưng, bánh tét thì chúng ta còn thấy có những cái món bánh bột theo vùng miền chúng ta rất là nổi tiếng, như là bánh đúc nè, bánh đúc ở miền Tây có, bánh đúc miền Bắc có, hoặc là chúng ta có những món bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo của xứ Huế rất là ngon, và khi chúng ta ăn rồi chúng ta dễ bị dụ lắm, ăn hết dĩa này đến dĩa nọ, và đấy chính là tinh bột mà có phần làm tăng triglycerides. Nhiều quý vị nghĩ rằng là bột đâu có sao, nhưng chúng ta lầm tưởng nha quý vị, bột khi vào trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ chuyển hóa trở thành mỡ triglycerides. Một món nữa cũng làm từ bột, đó là bánh xèo. Mà bánh xèo khổ nổi quý vị, thứ nhất là chúng ta ăn là có bột nhé, rồi chưa kể để ngon thì chúng ta phải chiên bằng dầu mỡ nhiều, thì chúng ta ăn lại thêm cái mỡ bão hòa, cái cholesterol ở trong đó nữa, và chưa biết là nhân ở trong đó là gì. Nhiều cái bánh xèo mà muốn ngon thì phải bỏ cái thịt thịt ba rọi nhiều mỡ trong đó nữa. Như vậy bánh xèo vừa có tinh bột nè, là vừa có chiên dầu mỡ nhiều nè, lại vừa có cái thịt mỡ ở trong đó, lại vừa có cái da heo ở trong đó nữa, thì cái nguy cơ mà không những tăng triglycerides mà còn tăng cholesterol. Như vậy đứng đầu trong cái nguyên nhân làm tăng triglycerides máu đó là các loại tinh bột mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau, đó là xôi nếp, có thể là cơm, các loại bột. Chúng tôi khuyên những ai mà có tăng triglycerides trong máu thì chúng ta cần ăn sáng bằng những món ăn lành mạnh với những cái loại tinh bột nhẹ. Chúng ta tránh không có ăn xôi nè, không có ăn cơm nè, chúng ta không ăn bánh mì, chúng ta không ăn khoai tây, không ăn khoai lang đỏ, mà chúng ta có thể chọn những cái tinh bột nhẹ, ví dụ như là bún, miến, phở. Đây là những cái tinh bột mà có thể góp phần làm cho quý vị kiểm soát cái triglycerides trong máu của mình một cách an toàn hơn. Và chúng tôi có đánh cái stick màu xanh vào đó quý vị, để chúng ta thấy rằng đây là những cái mà chúng ta nên chọn lựa
tốt cho những ai mà tăng triglycerid trong máu. Một cái tác nhân làm tăng triglycerid trong máu mà chúng ta cần phải tránh đó là bia và rượu. Và chúng tôi có chia sẻ quý vị rồi, chúng ta tưởng là bia là nước thôi, một cái nước giải khát thôi. Nhưng nếu chúng ta uống bia rượu nhiều quý vị, những cái thức uống mà có cồn á, mà dư thừa nhiều. Và quý vị biết rồi, chúng ta đâu phải uống một ly đâu. Nhiều người đàn ông thì uống 5-7 lon, 5-7 chai, thậm chí là cả một két 10 chai, 20 chai. Như vậy thì cái lượng mà triglycerid tăng rất là cao. Mà quý vị nhớ như thế này nè, nếu mà chúng ta lạm dụng cái bia nhiều á, thì cái triglycerid trong máu chúng ta sẽ tăng cao gấp đôi như lẽ thường tình khi chúng ta không uống bia. Và tiếp theo là một món mà những người có tăng triglycerid trong máu phải cần giảm, cần tránh, đó là các loại bánh ngọt. Đây là một cái món mà rất là khó tránh, bởi vì nếu chúng ta bước vào những cái tiệm bánh như là Tous les jours hoặc là Paris Baguette thì chúng ta sẽ có thấy nhiều cái loại bánh khuyến rũ của chúng ta dụ dỗ chúng ta, đặc biệt là mùi bơ thơm phức. Những loại bánh ngọt này chúng ta ăn cho vui miệng thôi, còn nếu quý vị ăn cho thỏa mãn cái khẩu vị của mình thì có thể làm tăng cái triglycerid trong máu rất là cao. Tiếp theo là một món mà không chỉ trẻ con, các bạn tuổi teen, các bạn sinh viên mà cả người lớn cũng rất là chuộng, đó là trà sữa. Quý vị thấy ha, trà sữa là chúng ta tưởng là trà thôi, nhưng mà thật ra chúng ta mượn cái vị trà để cho cái nước uống chúng ta thơm và tăng cái khẩu vị chúng ta thôi. Còn chúng ta lại đang dựa vào cái sữa trong đó nhiều. Và chính cái sữa đó là một cái chất béo làm tăng cholesterol, cộng vào cái nhà pha chế, cái người pha chế người ta sẽ bỏ thêm đường vào. Quý vị thấy nó ngọt, và chính cái vị ngọt là làm tăng triglycerid trong máu của chúng ta. Như vậy, trà sữa không chỉ tăng triglycerid trong máu chúng ta mà nó coi chừng nó còn tăng cả cái cholesterol trong máu chúng ta quý vị nha. Tiếp theo là một món nước mà quý vị nghĩ rằng tôi uống nước thiên nhiên rất là lành mạnh, rất là tốt, đó là nước mía. Nhưng xin thưa quý vị là nước mía, chúng ta hình dung khi chúng ta dùng một ly nước mía nghĩa là chúng ta vừa uống xong một ly nước đường. Điều này rất là khủng khiếp, và cái đường ở trong mía chính là cái đường mà chúng ta làm ra đường cát đó quý vị. Chẳng qua là qua khâu tinh luyện thì chúng ta nhìn thấy cái đường chúng ta trắng đẹp hơn mà thôi. Như vậy nếu chúng ta uống nước mía nhiều nghĩa là chúng ta đưa một cái chất ngọt, cái lượng đường vào trong cơ thể chúng ta và làm tăng triglycerid lên rất là cao. Và bên cạnh những cái món đồ ăn như vậy thì chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị một lần nữa một điều mà chúng tôi đã nói trong video clip lần trước, đó là việc hút thuốc, một thói quen chúng ta cần bỏ đi. Bởi vì nếu mà quý vị giảm các loại tinh bột và đồ ngọt rất là tốt nhưng hút thuốc lá nhiều thì quý vị vẫn làm tăng triglycerid máu của quý vị lên 50% so với giá trị bình thường nếu như quý vị không hút thuốc lá. Và nội dung thứ ba chúng tôi muốn nhấn mạnh quý vị là những cái loại đồ ăn, thức ăn nào, đồ ăn, đồ uống nào mà chúng ta cần nên tránh, đặc biệt nên tránh. Bởi vì những cái loại đồ ăn này không chỉ làm tăng một loại mỡ mà cả hai loại mỡ, vừa triglycerid vừa cholesterol. Chúng ta cùng điểm danh quý vị nhé. Thứ nhất là xương mặn. Trong xương mặn thì chúng ta thấy có xôi làm tăng triglycerid, bên cạnh đó còn có mỡ hành, trứng, lạp xưởng là những cái thành phần, những cái topping để vào để cho cái món xương mặn mình ngon, là những thứ mà làm tăng cholesterol trong máu của chúng ta. Món thứ hai đó là bánh bông lan trứng muối. Bánh bông lan thì chúng ta làm từ bột, làm tăng triglycerid, rồi có đường ở trong đó cũng làm tăng triglycerid. Rồi để cho bánh bông lan trứng muối mà ngon thì người ta bỏ nhiều cái lòng đỏ trứng muối, và chính cái lòng đỏ trứng muối này làm tăng cholesterol trong máu của quý vị. Tiếp theo là món bánh trung thu. Đây là một điều mà các bệnh nhân của bên Đức cũng rất là đáng ngại. Mỗi lần đến mùa trung thu xong rồi vào xét nghiệm là thế nào bộ mỡ cũng sẽ bị xáo trộn thôi. Bởi vì cái bánh trung thu cái nhân trong cùng là cái lòng đỏ trứng muối đó, dù là dẻo hay là khô thì cũng là cholesterol. Còn cái thịt bánh đó chính là bột làm tăng triglycerid. Và nhiều cái nhà sản xuất đó quý vị dùng rất là nhiều những cái thành phần như hạt dưa nè, rồi bỏ thêm những cái chất liệu khác vào và một cái lượng đường rất là nhiều, nên chúng ta ăn vào chứ cái vị ngọt nó gắt ở chỗ cổ, và chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang đưa một lượng đường rất là lớn vào trong cơ thể của chúng ta, và điều đó làm tăng triglycerid trong máu của chúng ta.
một kỳ bạn của bánh trung thu đó là bánh bía. Bánh bía tương tự như vậy quý vị, ai đã từng ăn bánh bía Sóc Trăng hoặc là những cái khu lân cận mà chúng ta thấy nổi tiếng đó, ăn rất là ngon. Nhưng cái lòng đỏ trứng là một cái nguồn gốc làm tăng cholesterol. Còn cái thịt bắm rất là thơm, có thể là vị khoai môn nè hoặc là sầu riêng nè, thì vừa là bột, vừa có chất ngọt làm tăng cái triglycerides trong máu của chúng ta. Còn trà sữa mà chúng tôi đã nói quý vị rồi á, hoặc là cà phê sữa, chúng ta có thêm cái cream bên trên, thì cái vị ngọt ở trong một cái ly trà sữa, cà phê sữa mà có cream, thì chúng ta thấy nó làm tăng cái triglycerides. Còn cái cream và cái sữa ở trong một cái ly trà sữa như vậy làm tăng cái cholesterol trong máu của chúng ta. Nội dung thứ tư là chúng tôi cũng chia sẻ quý vị là 10 cái thực phẩm mà chúng ta cần nên lưu ý tích cực ăn nếu như mà chúng ta có rối loạn mỡ trong máu. Thứ nhất là yến mạch. Thứ hai là hạnh nhân. Thứ ba là táo, đặc biệt là cái quả táo mè rồi quý vị. Táo nhỏ nhỏ mà có thể là táo tươi hoặc là táo người ta ngâm hoặc là táo khô. Tiếp theo là trái bơ. Tiếp theo là nước cam ép, rất là tốt cho quý vị ở những người nào mà có rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Tiếp theo là quả dưa leo, đặc biệt là trà xanh và dầu ô liu. Chúng ta cần thay những cái loại dầu mà chúng ta ăn uống hàng ngày bằng dầu ô liu, rất là tốt cho quý vị, bởi vì đây là một cái thực phẩm mà cung cấp cái omega 3 rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Và cá hồi cũng là một cái loại thức ăn tốt cho những người rối loạn mỡ máu. Cá hồi lại cung cấp cái omega 3. Đậu nành. Như vậy, chúng ta thấy có 10 cái thực phẩm giúp giảm rối loạn mỡ máu, gồm có bột yến mạch nè, hạnh nhân, táo, quả bơ, nước cam ép, dưa leo, trà xanh, dầu ô liu, cá hồi, đậu nành, các sản phẩm chế biến từ đậu nành. Ngoài ra chúng ta cần thêm những loại chất xơ cho cơ thể của chúng ta, những loại rau củ đặc biệt là bông cải xanh hoặc là cái rau có tên là kale. Người ta nhận thấy rằng những người có rối loạn chuyển hóa mỡ máu, dù là cholesterol hay là triglycerides, thì các loại chất xơ rất là quan trọng trong chế độ hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cũng có thể ăn các loại hạt, đặc biệt là khi mà quý vị đói bụng, quý vị có thể dùng những loại hạt như thế này. Thay vì chúng ta dùng một cục kẹo hay một cái bánh ngọt chúng ta ăn vào, thì có thể làm tăng cái lượng đường, và ít nhiều nó có thể gây rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta ăn hạt thì chúng ta vẫn có thể giải cứu được vấn đề mà đường huyết chúng ta đang thấp, nhưng mà là an toàn cho cơ thể chúng ta. Như vậy chúng ta cần có những cái thức ăn lành mạnh để chúng ta có thể cung cấp những cái chất béo tốt cho cơ thể chúng ta, như là cá hồi nè, dầu ô liu nè, và chúng ta vẫn có thể bố trí một cái bữa ăn ngon miệng và thú vị. Còn đây là một điều khá tranh cãi mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ quý vị, và tin buồn đối với những ai mà nghiện cà phê. Người ta đặt câu hỏi là liệu rằng cà phê có làm tăng cholesterol hay là không, và một số trường hợp người ta thấy rằng nó có làm tăng ít nhiều cholesterol. Vì vậy chúng ta cũng giữ một cái liều lượng nhất định quý vị nha. Tất cả chúng ta đều biết là tôm, cua là tốt cho sức khỏe chúng ta, đặc biệt là đạm, canxi, omega 3. Tuy nhiên nó cũng ít nhiều làm tăng cholesterol trong máu của chúng ta. Các loại hải sản nói chung đều có phần làm tăng omega 3 khi mà chúng ta ăn vào. Tuy nhiên, nếu chúng ta ăn một cái lượng vừa phải thì tốt. Nếu chúng ta ăn quá độ thì có thể làm tăng cái cholesterol trong máu của chúng ta. Cái nội dung thứ 5 trong clip này mà chúng tôi muốn chia sẻ quý vị là chúng ta bàn với nhau những cái loại đồ ăn nào chúng ta nên ăn, những đồ ăn nào chúng ta nên tránh. Nhưng chúng ta đừng quên rằng là chúng ta phải tăng cường vận động và tập thành một cái thói quen cho cái nếp sống của chúng ta. Thì quý vị nhớ rằng là vận động đúng là chúng ta vận động một lần một ngày, trung bình là 30 phút. Nếu mà quý vị bận rộn lắm thì một tuần chúng ta có 3 đến 4 ngày, mỗi ngày 30 phút. Các hình thức vận động thì có thể là đi bộ nhanh, chạy bộ, chúng ta tập yoga, đánh cầu lông, bơi lội, vân vân. Bên cạnh đó thì chúng ta cần có một cái giấc ngủ tốt quý vị. Nếu mà giấc ngủ quý vị bị xáo trộn thì có thể dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Và một điều cũng không thiếu quan trọng đó là chúng ta cần giữ cái tinh thần chúng ta thật là thoải mái. Nếu mà chúng ta rơi vào tình trạng stress thì có thể dẫn đến cái rối loạn chuyển hóa mỡ máu trong cơ thể chúng ta. Mình rất hy vọng rằng là với những cái điều chia sẻ trong video clip ngày hôm nay thì quý vị chúng ta hiểu rõ hơn cụ thể, chi tiết và thực tế những thức ăn nào chúng ta nên tránh. Nếu như quý vị nào làm xét nghiệm mỡ mà có tăng cholesterol thì chúng ta cần né những món ăn nào, và nếu quý vị nào tăng triglycerides chúng ta cần né những món nào, chứ không phải là chúng ta cứ thấy mỡ máu tăng là chúng ta ngưng những cái món béo là xong đâu quý vị nha.
và chúng ta lựa chọn những cái đồ ăn nào mà phù hợp cho sức khỏe chúng ta. Và hy vọng rằng quý vị sẽ tích góp được những kiến thức hữu ích cho mình và có một cái sức khỏe ngày một tốt hơn. Xin chào quý vị. Và lần tới thì mình Đức sẽ chia sẻ quý vị những cái thông tin cơ bản về thuốc điều trị rối loạn mỡ máu.